các khả năng để Việt Nam vào bán kết SEA Games 31. Chỉ cần không thua Timor Leste cách biệt quá hai bàn ở lượt cuối ngày 15 tháng 5, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ vào bán kết môn bóng đá Nam SEA Games 31. Chiến thắng 1, không trước Myanmar trên sân Việt Trì tối ngày 13 tháng 5 giúp Việt Nam lần đầu leo lên đỉnh bảng A với 7 điểm. Thầy trò Park Hang-seo đang hơn Indonesia và Myanmar một điểm. Ba đội này sẽ tranh hai suất đi tiếp ở bảng A trong lượt cuối còn Philippines hết cơ hội dù từng cầm hòa Việt Nam không đến không tối ngày mùng 8 tháng 5. Ở lượt cuối ngày 15 tháng 5, Indonesia gặp Myanmar lúc 16 giờ, còn Việt Nam đụng Timor Leste lúc 19 giờ. Việt Nam sẽ đứng đầu bảng A nếu thắng Timor Leste hoặc hòa Timor Leste trong khi Indonesia cũng hòa Myanmar. Các khả năng còn lại đều khiến Việt Nam mất vị trí hiện tại. Các trường hợp đi tiếp của Việt Nam còn nhiều hơn nữa thầy trò Park chỉ cần không thua Timor Leste cách biệt quá hai bàn là chắc chắn vào bán kết. Thậm chí nếu thua Timor Leste ba bàn cách biệt trở lên, Việt Nam cũng có thể đi tiếp trong trường hợp trận Indonesia và Myanmar không hòa. Nói cách khác, nếu trận Indonesia và Myanmar phân định được thắng bại, Việt Nam sẽ vào bán kết bất chấp kết quả với Timor Leste bởi lúc đó vẫn có một đội chỉ đặt 6 điểm. Điều này cho phép huấn luyện viên Park có thể giữ chân các trụ cột cho loạt trận bán kết ngày 19 tháng 5 ba cầu thủ lớn tuổi gồm Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Hoàng Đức có thể được nghỉ dưỡng sức ở lượt cuối và tránh chấn thương hay thẻ phạt. Nếu Tiến Linh dự bị, các tiền đạo như Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Văn Tùng hay Hồ Thanh Minh sẽ có cơ hội ghi bàn đầu tiên ở SEA Games. Việt Nam mới ghi 4 bàn, trong đó 3 bàn đến từ các cầu thủ lớn tuổi. Bàn còn lại đến từ một quả tạt lỗi của Lê Văn Đô trong trận đấu Indonesia. Sau 4 lượt trận, U23 Việt Nam đang tạm dẫn đầu với 7 điểm, hiệu số cộng 4. Indonesia và Myanmar chia nhau hai vị trí tiếp theo. Hai đội có cùng 6 điểm nhưng Indonesia xếp trên nhờ hơn Myanmar hiệu số, cộng 4 so với cộng 1. Philippines, 4 điểm, và Timor-Leste, chưa có điểm nào. Lần lượt đứng thứ tư và cuối bảng, hai đội này đã chính thức nói lời chia tay với SEA Games 31. Như vậy, cuộc cạnh tranh hai vé đi tiếp ở bảng A chỉ còn là cuộc chiến giữa ba đội U23 Việt Nam, Myanmar và Indonesia. Ở lượt trận cuối cùng, U23 Việt Nam sẽ gặp Timor Leste, còn U23 Myanmar đụng độ Indonesia. Thắng U23 Timor Leste với bất kỳ tỷ số nào. Kết quả này không chỉ giúp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đi tiếp mà còn chiếm lấy ngôi đầu bảng A. Dự đoán tỷ số giữa Việt Nam với Timor Leste, 1-0. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.